Gia đình anh Kevin đã kinh doanh nhà hàng Homegrown được chục năm nay. Quán khá nổi tiếng. Cố nhà báo ẩm thực Anthony Bourdain trước cũng là một thực khách thường xuyên ở đây. Nhưng khoảng một tháng trước, quán đã phải cho 40 nhân viên nghỉ việc vì Covid-19. Hai cuộc điện thoại khó khăn nhất của chúng tôi là để thông báo cho nhân viên nghỉ việc và đóng cửa nhà hàng. Như nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ khác trên khắp nước Mỹ, hai vợ chồng anh Kevin trông chờ vào khoản hỗ trợ cho vay với lãi suất rất thấp của chính phủ để trả tiền thuê nhà, tiền điện nước và lương cho nhân viên trong giai đoạn khó khăn. Hồ sơ đã nộp cho ngân hàng Wells Fargo. Nhưng câu trả lời là ngân hàng này đã giải ngân hết số tiền được phân bổ. Vợ chồng anh Kevin đành mang hồ sơ sang một ngân hàng khác và chờ đợi. Tôi thật sự sợ hãi vì mọi việc không biết sẽ ra sao. Ai có thể biết đây? Người ta bảo chương trình cho vay vẫn đang hoạt động, tiền vẫn đang được bơm ra, nhưng ai đã nhận được? Tôi muốn nói chuyện với ai đó đã nhận được khoản hỗ trợ để xem họ đã làm như thế nào để nhận được nó. Buồn hơn là hôm 17 tháng 4, cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ của Mỹ thông báo họ đã giải ngân hết gần 350 tỷ đô la nguồn vốn của chương trình cho vay với lãi suất thấp. Chương trình hỗ trợ tạm thời hết tiền, có nghĩa là gia đình nhà anh Kevin phải tiếp tục chờ đợi. Đầu tiên là chờ đợi Quốc hội phân bổ thêm tiền cho chương trình, rồi tiền mới có thể tới được các ngân hàng như thế này, rồi sau đó thì mới có thể tới được các doanh nghiệp nhỏ. Anh vợ chồng anh Kevin bảo rằng có thể rồi một lúc nào đấy gia đình anh cũng sẽ nhận được tiền hỗ trợ, nhưng lúc ấy thì đã quá muộn. Bây giờ họ đã phải tính đến chuyện đóng cửa nhà hàng mãi mãi. Trường Sơn, phóng viên truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Mỹ.